Chào mừng các bạn đến với kênh ToFu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh. Tập trung vào tình tiết gay cấn thú vị của chuyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo màn sáng, trong tay cũng vang lên thanh âm. Đó là một vị mỹ lệ thiếu nữ, hình ảnh cùng nhân loại không sai biệt lắm, chẳng qua là đầu thoáng nhọn một điểm, không có tóc vẫn như trước không mất kiểu diễm. Thiếu nữ ăn mặc màu trắng áo giáp, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía Diệp Minh nói, ca ca, ngươi ưa thích đế thần sao? Nó có thể là ta hao tổn lúc 100 năm chế tạo thành công nha. Ca ca có nó, là có thể trở thành toàn bộ Á Tư Lan văn minh cường đại nhất nam nhân. Nói xong câu đó, thiếu nữ hình ảnh liền biến mất, thay vào đó là một gương mặt mơ hồ. Diệp Minh có chút hiểu rõ, bộ dạng này vĩnh hằng cấp cái khác cơ giáp, là thiếu nữ kia thay ca ca của nàng chế tạo lễ vật. Hắn đột nhiên có chút thương cảm, biết người kia mặt là cơ giáp khống chế hạch tâm, mệnh nói, nói cho ta nghe một chút đi á tư lan văn minh. Hàng loạt phức tạp tin tức, chảy vào diệp minh thức hải, khiến cho hắn đối với á tư lan văn minh, có một cái đại khái hiểu rõ. Á tư lan văn minh chỗ kỷ nguyên, từng xuất hiện rất nhiều rực rỡ sáng lạn văn minh, nhưng cuối cùng đều bị trổ hết tài năng á tư lan văn minh hấp thù. Vô số văn minh hải nạp bách xuyên, thành tựu Á Tư Lan văn minh rực rỡ. Á Tư Lan văn minh phát triển đến một cái vô cùng cao cấp độ, liền người bình thường nhất đều có thể sống mấy vạn năm. Toàn bộ vũ trụ, các lớn vĩ độ tài nguyên đều bị Á Tư Lan đưa ra phát. Chỉ cần lại cho bọn hắn mấy vạn năm thời gian, cái văn minh này liền có thể làm tốt đối kháng kỷ nguyên đại kiếp chuẩn bị. Nhưng mà hết sức đáng tiếc, bọn hắn vẫn là thất bại, tất cả sinh linh đều tiêu vong. Diệp Minh so sánh một thoáng, cái này Á Tư Lan văn minh hẳn là siêu việt hôm nay tam đại thần tộc hắn tâm niệm vừa động to lớn cơ giáp chấn động một cái đột nhiên liền co lại thành người thường lớn nhỏ bề ngoài hình bắt đầu phát sinh biến hóa cuối cùng trở thành diệp minh bộ dáng thậm chí liền phía ngoài quần áo đều không thay đổi chút nào không hổ là á tư lan văn minh đài cơ giáp này đối ta mà nói đơn giản chính là mình thân thể liền không biết uy lực của nó như thế nào nghĩ tới đây hắn bước ra một bước người liền đến hình tròn kiến trúc bên ngoài lại bước ra một bước liền thoát ra vĩ độ xuất hiện tại vĩ độ hai lớp bên trong hắn có thể cảm nhận được vĩ độ hai lớp bên trong lực lượng kinh khủng nếu là hắn thân thể tiến vào bên trong lập tức liền muốn bị phá hủy cùng lúc đó cái kia mơ hồ mặt người truyền đến tin tức hỏi thăm có hay không tiến hành vĩ độ quét hình tùy tiện nó lại hướng diệp minh nói rõ lý do vĩ độ quét hình có khả năng đem chọn cái vũ trụ hết thảy vĩ độ số lượng trạng thái tiến hành đại khái hiểu rõ cũng tại toàn bộ trong vũ trụ thành lập đa duy tọa độ. Một khi có cho thêm tọa độ, Diệp Minh trên cơ bản là có thể tự do qua lại từng cái vĩ độ. Tốt, lập tức bắt đầu vĩ độ quét hình. Hắn ra lệnh. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác thức hải bên trong, xuất hiện vô số đầu vặn vẹo thời không đường cong, phức tạp qua lại, biến hóa khó lường. Nhưng mà đế thần cơ giáp có được mạnh mẽ tính toán năng lực, vẻn vẹn hai canh giờ tả hữu. Này chút thời không đường cong liền ổn định lại, sau đó chậm rãi xây dựng thành một cái nhiều phức tạp chiều vũ trụ mô hình diệp minh có khả năng thấy trước mắt hắn chỗ phương vị ngay tại vĩ độ hai lớp bên trong quét hình kết thúc đế thần nói diệp minh thầm nghĩ tô lan liền bị kẹt ở vô gian luyện ngục có này vĩnh hằng cấp cơ giáp không biết có thể hay không cứu nàng ra tới nghĩ đến nơi này hắn lập tức đem thời không đồng tử năm đó ghi chép giá trị tin tức truyền lại cho đế thần cơ giáp đế thần cơ giáp cấp tốc tiến hành tọa độ chuyển đổi không đến một giây đồng hồ liền đạt được kết quả, đem vô gian luyện ngục tọa độ hiện ra. Diệp Minh theo đa duy mô hình bên trên thấy, cái kia vô gian luyện ngục ở vào hai cái vĩ độ giao lộ, 10 phần ẩn nấp. Thăm dò xong di tích cổ, ta lập tức đi tới vô ý luyện ngục, cứu Tô Lan ra tới. Nghĩ đến đây, hắn tâm tình thật tốt, lập tức lại trở về di tích cổ. Lúc hắn trở lại, Tiểu Thiên đã bận rộn đến không sai biệt lắm, nói, huynh của ta, này văn minh đối thiên đạo đại lục văn minh có cực lớn dẫn dắt tác dụng ta cần phải thật tốt tiêu hóa hấp thu lĩnh ngộ tinh túy trong nó có thể hay không đem chọn cái di tích cổ rời đến chúng ta thiên đạo đại lục dùng thuận tiện nghiên cứu đâu diệp minh đưa ra kiến nghị tiểu thiên bốn phía một nhìn nói này không gian mà lại thuộc về trước kỷ nguyên không bị tam giới pháp tác dung thân nạp bởi thế là vô phương dung nhập thiên đạo đại lục bất quá ta có khả năng tại kiến lập một cái truyền thống lối đi thuận tiện hai phía nhân viên qua lại. Diệp Minh gật đầu, được. Còn lại sự tình liền giao cho ngươi, ta muốn đi vô gian luyện ngục một chuyến. Tiểu thiên tự hồ biết Diệp Minh mục đích của chuyến này, nói, ta nghe người ta nói qua, cái kia vô gian luyện ngục bên trong có vị khăng khít chủ thần, thập phần cường đại, huynh của ta chuyến này quá nguy hiểm. Không bằng dạng này, ta mời đến ta hai vị hảo hữu, cùng ngươi một cùng với quá khứ. Diệp Minh sững sờ, tiểu thiên còn có hảo hữu. Liền hỏi, ngươi tốt bạn là ai tiểu thiên nói ta vị thứ nhất bằng hữu tên là hàng cửu âm cùng ta cũng như thế là tân tiến vĩnh hằng đại thần vị thứ hai bằng hữu người xưng duy nhất đế tôn chính là thần đạo cường giả diệp minh sửng sốt tốt tốt mà hắn hai vị bằng hữu tất cả đều là đại thần tiểu thiên nói ngươi có này đế thần cơ giáp cũng tính đại thần cảnh cường giả có ta bốn người đều xuất hiện chắc hẳn cái kia khang khít khang khít chủ thần cũng muốn bán mấy phần chút tình mọn Diệp Minh gật đầu, được. Kỳ thật ta cùng Hàn Cửu Âm là quen biết cũ. Cái kia duy nhất Đế tôn cũng nghe đại danh đã lâu. Tiểu Thiên lúc này đột nhiên nói, thỉnh duy nhất huynh, lạnh huynh hiện thân. Lời còn chưa dứt, Diệp Minh liền thấy Hàn Cửu Âm cùng với một vị thân mang vương miện đế bảo nam tử cao lớn, khuôn mặt mơ hồ, cực kỳ khí thế. Diệp Minh cũng quyết tham kiến, vãn bối Diệp Minh gặp qua duy nhất Đế tôn, gặp qua Hàn Tổ. Hàn Tổ mỉm cười, Diệp Minh. Ta năm đó còn là coi thường tiềm lực của ngươi. Ngươi bây giờ hành động, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Duy nhất Đế Tôn gật đầu, Diệp Minh, ngươi không cần đa lễ. Chính là không có Vĩnh Hằng huynh mời, lão phu cũng nguyện giúp ngươi một tay, coi như kết một thiện duyên đi. Diệp Minh, đa tạ hai vị tiền bối. Tiểu Thiên, huynh của ta, Tô Lan linh hồn khốn tại Vô Gian luyện ngục, chính là cứu được trở về, cũng phải cấp nàng một cỗ nhục thân. Diệp Minh, Tiểu Thiên ngươi chẳng lẽ có biện pháp tốt? Tiểu Thiên, văn minh khoa học kỹ thuật bên trong liền có một loại phi phàm thủ đoạn, gọi là cải tạo gen. Ta vừa lúc tại trong di tích phát hiện một nam một nữ hai cỗ nhục thân, đều vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù đã trải qua đại kiếp, có thể hai cỗ nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bất quá, chúng nó chẳng qua là xác không, cũng không linh hồn. Giải cứu Tô Lan về sau, có thể đem hắn linh hồn bỏ vào cỗ kia nữ tính thân thể bên trong. Diệp Minh hỏi: cái kia thân thể tư chất như thế nào? Có hay không đạt đến tiên thiên đạo thể cấp độ? Tiểu thiên, đâu chỉ, tối thiểu là trí tôn chi thể, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ta suy đoán, đế thần cơ giáp cùng này hai cỗ nhục thân, hẳn là văn minh khoa học kỹ thuật vượt qua kỷ nguyên đại kiếp hy vọng. Chỉ tiếc, đại kiếp khả năng tới quá đột nhiên, cái văn minh này hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Minh gật gật đầu, tại đế thần trong cơ giáp, hắn thấy một thiếu nữ video hình ảnh. Theo cơ giáp ghi chép, ngay tại thiếu nữ chép xong video không lâu sau, đại kiếp liền buông xuống, tới đến vô cùng đột ngột, đến mức toàn bộ văn minh căn bản không kịp ứng đối. Hàn Cửu Âm, Diệp Minh, cái kia vô gian luyện ngục 10 phần đặc biệt, ta từng nghe qua một chút nghe đồn. Ở trong đó khang khít chủ thần tựa hồ mong muốn đem vô gian luyện ngục chế tạo thành cái thứ hai thiên giới. Diệp Minh sững sờ, cái thứ hai thiên giới. Hắn vội hỏi, Hàn Tổ, không phải nói, chỉ có thiên giới chỗ vĩ độ, mới là thích hợp nhất vĩnh hằng đại năng tu luyện cùng sinh tồn vĩ độ sao? Chẳng lẽ vô gian luyện ngục chỗ vĩ độ cũng phù hợp? Hàn Cửu Âm mỉm cười, nói, hôm nay là cơ duyên của ngươi, cũng là cơ duyên của chúng ta. Duy nhất đế tôn liền nói ngay, vài vị lão hữu, còn không hiện thân. Trong hư không, lại xuất hiện năm đạo bóng mờ, nhưng mà lóe lên một cái rồi biến mất, liền Diệp Minh đều không thấy rõ. Hắn không khỏi sững sờ, hỏi, bọn hắn là? Duy nhất đế tôn, Tam Hoàng, phu tử, còn có một vị tiên đạo đại thần. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, tiên đạo đại thần. Chẳng lẽ tiên đạo Văn Minh sớm đã có được vĩnh hằng chủ thần? Ngươi hẳn phải biết, hắn chính là tài thần. Hàn Cửu Âm nói nói, chỉ bất quá, hắn tại tiến vào thăng chủ thần thời điểm, cũng không có bại lộ thân phận của mình. Coi như là hiện tại, cũng không có người biết rõ tài thần là thần thánh phương nào. Diệp Minh, chờ một chút, Hàn Tổ nói đây là cơ duyên của ta cũng là cơ duyên của các ngươi gì chỉ Hàn cửu âm cái kia vô gian luyện ngục vị trí chính là toàn bộ trong vũ trụ số rất ít mấy cái vĩ độ giao lộ một trong hắn vĩ độ đặc tính cùng thiên giới cực kỳ tương tự hiện thời thiên giới chúng ta có khả năng đi vào tu luyện nhưng mà tự do cùng quyền lợi đồng đều nhận tới trước người áp chế cực không được tự nhiên cho nên cho tới nay chúng ta đều có khai sáng ngày thứ hai giới dự định diệp minh trong lòng giật mình xây dựng cái thứ hai thiên giới không sai. Duy nhất đế tôn nói, nhưng mà xây dựng thiên giới, ít nhất cần 10 vị vĩnh hằng cường giả hợp lại. Nguyên bản chúng ta còn tính toán đợi tiên đạo cùng Phật đạo vị kia tiến vào thăng về sau lại ra tay. Nhưng hôm nay xem ra, nhân số chúng ta đã đầy đủ. Diệp Minh ngạc nhiên nói, nhân số đủ? Có thể mặc dù coi là ta, cũng chỉ có 9 người a. Còn có ta. Một tôn vĩ ngạn hư ảnh, lóe lên liền biến mất, có thể Diệp Minh vẫn như cũ nhìn rõ ràng Người kia là hình thiên đại đế. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai còn có đại đế. Duy nhất đế tôn, chúng ta bốn người lúc trước hướng nơi đó, xem có thể hay không thuyết phục khang khít chủ thần, cùng chúng ta cùng nhau xây dựng thiên giới. Như hắn không đồng ý, chúng ta liền hợp lại đem khu trục. Diệp Minh có chút hoảng, nói, vãn bối chẳng qua là có được đế thần cơ giáp, chỉ sợ không có xây dựng thiên giới năng lực. Tiểu Thiên nói, huynh của ta không cần phải lo lắng theo ta quan sát có này đế thần cơ giáp thực lực của ngươi mảy may không dưới ta xây dựng thiên giới cũng không phải việc khó ngươi một mực nghe chúng ta phân phó là đủ diệp minh nếu như khăng khít chủ thần đáp ứng chúng ta lập tức liền muốn xây dựng thiên giới sao dĩ nhiên không phải duy nhất đế tôn nói xây dựng thiên giới còn cần tìm kiếm một kiện trí cường tạo hóa thần khí tạo hóa thần đỉnh chúng ta chuyến này chẳng qua là đi đầu đem vô gian luyện ngục bắt lại cũng cải tạo trong đó bộ cấu tạo làm hậu tục chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Minh thực sự không nghĩ tới, hắn động lên cứu người suy nghĩ, thế mà sẽ dẫn tới lớn như vậy liên lụy. Hắn suy nghĩ thật lâu, nói có thể cùng chư tiền bối đồng hành, thật sự là vãn bối lớn lao vinh quang. Chẳng qua là cử động lần này sẽ sẽ không bị thần tộc chú ý. Bọn hắn có thể hay không đến đây phá hư đâu. Cái kia là không cách nào tránh khỏi. Hàn Cửu Âm nói nói, bất quá chúng ta tạm thời chỉ là chiếm cứ vô gian luyện ngục, tại chúng ta không có xây dựng thiên giới trước đó, thần tộc là sẽ không chân chính hỏi tới. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết đọc, hãy ghé thăm thỉnh bookmark trang web đọc tiểu thuyết mới nhất. Tục ngữ nói trời sập, có người cao chịu lấy, Diệp Minh luận tu vi luận cùng danh tiếng, xa không thể cùng trước mặt này chút người có quyền đánh đồng. Nếu người khác còn không sợ, hắn tự nhiên cũng không có gì tốt lo lắng, thế là hung hăng gật đầu, tốt. Nhận các vị tiền bối để mắt, làm đi duy nhất đế tôn ha ha cười một tiếng nói chúng ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi việc này không nên chậm trễ đi dứt lời trước mặt mọi người liền xuất hiện một đầu kim quang đại đạo thẳng tắp thông hướng sâu trong hư không bốn người đạp vào kim quang đại đạo một bước đi ra ngoài người đã xuyên qua vô số vĩ độ trong khoảnh khắc mấy người trước mặt liền xuất hiện một đầu ánh sáng sáng tỏ mang bên trong có ngàn tỷ ảo ảnh lấp lánh chính là vô gian luyện ngục chỗ vĩ độ đi Hàn Cửu Âm đưa tay vạch một cái, cái kia quang mang liền nứt ra một cái lỗ hổng, bốn người tiến vào bên trong. Mỗi một cái vĩ độ bên trong đều có hắn pháp tắc trật tự cùng phong cảnh. Vô Gian luyện ngục chỗ vĩ độ, lọt vào trong tầm mắt chính là vô tận tinh hải, mê mông tinh hà, hắn ầm ầm sóng dậy. Tại ngàn tỷ tinh hải bên trong, khắp nơi tràn ngập một loại màu vàng đen quang khí, này quang khí chạm vào như tơ, hình như có giống như vô hình. Có chút quang khí, thế mà hội tụ vào một chỗ, hình thành rộng lớn lục địa, mà trên lục địa phong quang lại cùng từng cái đại thế giới không khác. Diệp Minh tò mò hỏi, này màu vàng đen quang khí là cái gì? Duy nhất đế tôn nói, đây là tạo hóa chi quang, thiên giới cũng có. Tạo hóa chi quang có khả năng xây dựng thiên địa vạn vật, chỉ cao cấp hơn vĩ độ mới có. Bốn người phi hành trên không trung, ước chừng một khắc đồng hồ, liền thấy phương xa có một mảnh ám hắc sắc rộng đại lục, vô cùng rộng lớn. Luận diện tích, nó so tiên đạo đại lục cùng nho đạo đại lục cộng lại, còn muốn lớn hơn một chút. Chỉ bất quá, đại lục này bên ngoài bị tầng tầng phù trận ngăn cách, người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong. Duy nhất đế tôn cất cao giọng nói, khang khít, chúng ta đến đây bái phỏng. Cái kia do tạo hóa chi quang ngưng tụ màu đen đại lục chung quanh, phù trận phun trào, dâng lên vô số phù quang, thế là ngàn tỷ phù quang bên trong, lao ra mười đầu màu đen phù long. Đế thần cơ giáp bên trên dụng cụ dò xét lập tức khởi động quét hình số liệu biểu hiện mỗi một đầu phù long thực lực đều không tại đế thần cơ giáp phía dưới nói cách khác nay mười đầu phù long đều là vĩnh hằng đại thần cấp bậc sức chiến đấu mười đầu hắc long lôi kéo một cỗ to lớn chiến xa màu đen lao ra đại lục chiến xa bên trên ngồi một vị áo bảo đen dâu đen khuôn mặt đen kịt người nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện khuôn mặt của hắn thời khắc đều đang biến hóa vặn vẹo nguyên lai like, cả người hắn là từ cực thật nhỏ màu đen tơ trùng tạo thành cho nên toàn bộ thân thể đều đang ngọ nguậy. Duy nhất đế tôn, Hàn Cửu Âm, Cửu Ngưỡng đại danh. Hai cái vị này là Khang Khít hỏi thăm về tới. Tiểu Thiên nói, ta chính là Thiên Đạo Đại Lục Chủ Thần. Diệp Minh, tại hạ Diệp Minh. Khang Khít, bốn vị đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Duy nhất đế tôn nói, chỉ giáo không dám nhận. Chúng ta này đến, là muốn cùng Khang Khít chủ thần thương nghị một kiện đại sự. Khang khít ha ha cười một tiếng đế tôn cái gọi là việc lớn chẳng lẽ là xây dựng ngày thứ hai giới duy nhất đế tôn gật đầu đúng vậy Khang khít khoát tay thật có lỗi tha thứ khó tòng mệnh vì sao hàn cửu âm nhìn xem hắn cử động lần này cùng có lợi Khang khít chủ thần có gì lý do không đáp ứng đâu Khang khít ta này vô gian luyện ngục là theo sinh linh khôn cùng thống khổ cùng dày vò bên trong thu hoạch được lực lượng nơi đây như thành thiên đình ta vô gian luyện ngục đi con đường nào. Hàn kiểu Âm, chúng ta có khả năng ở thiên giới bên trong, vạch ra một khối địa phương, chuyên thuộc về vô gian luyện ngục. Không được. Khang Khít từ chối đến 10 phần dứt khoát, ta tại đây bên trong tiêu giao tự tại, hà tất lao tâm phí thần, nhất định phải thành lập thiên giới. Mà lại thiên giới một khi xây dựng, tam đại thần tộc tất nhiên quan tâm nơi này, nào sẽ hết sức phiền toái. Duy nhất đế tôn, nếu Khang Khít chủ thần không đáp ứng, chúng ta chỉ có thể mời ngươi rời đi khăng khít ha ha cười to các ngươi bốn vị thực lực mặc dù không tầm thường nhưng nếu nghĩ bức ta rời đi nơi này lại cũng không thể nói nhẹ hắn liền đột nhiên tán thành một đạo khói đen dung nhập vào vô gian luyện ngục bên trong tựa hồ cùng toàn bộ vô gian luyện ngục hòa làm một thể hàn kiểu âm nhíu mày nói cái này khăng khít thế mà đem thân thể hòa luyện ngục hợp lại làm một chúng ta nếu muốn đuổi hắn đi đầu tiên muốn hủy diệt luyện ngục tiểu thiên lại nói thế thì chưa hẳn này khăng khít thủ đoạn cũng làm cho ta nhớ tới văn minh khoa học kỹ thuật một chút huyền diệu, chờ ta suy tính một lát. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Không đủ nửa khắc đồng hồ, Tiểu Thiên mở mắt ra, đối Diệp Minh nói, "Huynh của ta còn nhớ rõ lần trước tìm tới siêu cấp văn minh sơ hở sao?" Diệp Minh gật đầu, "Chủ thần văn minh vận chuyển, tựa như một cái siêu cấp cỡ lớn máy tính, chỉ cần tìm được sơ hở là có thể làm phá hư." "Tiểu Thiên, vô gian luyện ngục so với chủ thần văn minh" càng giống là một cái siêu cấp máy tính ta vừa lúc theo á tư lan văn minh di tích cổ bên trong phát hiện một đài hoàn chỉnh siêu cấp phá giải cơ chỉ cần có thể đưa nó cùng vô gian luyện ngục kết nối nói không chừng liền có thể đột phá có thể muốn như thế nào mới có thể kết nối diệp minh hỏi tô lan ngay tại luyện ngục chúng ta có khả năng liên thông tô lan linh hồn dùng chi làm tiết điểm tới kết nối tiểu thiên nói diệp minh sững sờ làm như vậy đối tô lan không có ảnh hưởng a Chuẩn xác điểm nói, là chỗ tốt." Tiểu Thiên nói, "Một khi chúng ta thành công, Tô Lan liền sẽ lấy được Vô Gian Luyện Ngục Quyền khống chế, trở thành khang khít chủ nhân của đại lục." Diệp Minh không yên lòng, hỏi, "Về sau Tô Lan còn có thể trở lại thân người sao?" "Tự nhiên có khả năng, mà lại sẽ càng thêm thuận lợi. Nàng khống chế Vô Gian Luyện Ngục, tại linh hồn cấp độ cơ hồ đồng đẳng với chủ thần. Có được thân thể về sau, tu vi tốc độ sẽ tương đương khủng bố." Tiểu Thiên nói diệp minh nghe xong có chỗ tốt dùng sức chút đầu tốt liền dùng tô lan kết nối vô gian luyện ngục sau đó diệp minh mượn nhờ đế thần khôi lỗi lực lượng bắt đầu cảm ứng tô lan tồn tại lúc trước tô lan rơi vào luyện ngục trước từng đem vô cấu châu đưa cho hắn mà cái kia vô cấu châu bên trên liền có khí tức của nàng bằng vào này một đầu mối đế thần cơ giáp rất nhanh liền tìm thấy được tô lan cũng đem thức tỉnh hắc ám tuyệt vọng kinh khủng trong hoàn cảnh có một cái linh hồn đang run rẩy nàng thời khắc đều đang chịu đựng vô biên thống khổ thống khổ này sẽ hóa thành lực lượng tư dưỡng khăng khít chủ thần tô lan tô lan diệp minh tiếng kêu thấu qua thời không truyền lại đến tô lan trong ý thức hỗn loạn nàng chậm rãi mở mắt ra nàng ngũ quan vặn vẹo thống khổ để cho nàng vô phương suy nghĩ tô lan ta là diệp minh hiện tại ta muốn cứu ngươi ngươi nhất định phải bảo trì tỉnh táo biết không diệp minh thanh âm lại vang lên Tô Lan biểu lộ dần dần bình tĩnh trở lại, nàng dùng chút chắc lời nói nói, "Vâng, Minh ca." "À." Tiểu Thiên đem một đài cự vô phách máy tính vứt ra, sau đó cùng đế thần cơ giáp kết nối. Này cự vô phách máy tính, chuyên môn đánh hạ phức tạp máy tính internet. Bây giờ, nó đem thông qua đế thần cơ giáp, liên tiếp Tô Lan cũng dùng chi hắn căn cứ, đánh hạ toàn bộ vô gian luyện ngục. Cự vô phách máy tính lập tức vận chuyển hết tốc lực, dùng Tô Lan làm trung tâm, Vô số tinh tế tơ trắng, bơi về phía bốn phương tám hướng, bắt đầu chiếm cứ mỗi một tấc không gian. Một cây tơ trắng tiếp xúc đến vật thể, lập tức liền đem bao bọc, sau đó phân ra 10 vạn căn tơ mỏng, chiếm cứ càng lớn không gian. Mấy hơi thở công phu, liền có một phần trăm vô gian luyện mục bị chiếm cứ. Khang Khít chủ thần lập tức cảm nhận được uy hiếp, lập tức toàn lực áp chế. Nhưng mà màu trắng sợi tơ đã tìm tới sơ hở, phát triển tốc độ quá nhanh, không đợi Khang Khít chủ thần phản chế nó đã chiếm cứ một nửa vô gian luyện ngục. Giờ phút này, Tô Lan hai tay mười ngón bắn ra vô số dây trắng, điều khiển lấy nửa cái vô gian luyện ngục. Khang khít chủ thần cũng cuối cùng tại tối hậu quan đầu, giữ vững còn lại một nửa không gian. Đáng tiếc, Tô Lan một khi cường đại lên, công kích của nàng đem thêm sắc bén, thủ đoạn công kích cũng đột nhiên chuyển biến. Tô Lăng Lăng Đột nhiên, tơ trắng hóa thành điện quang, bốn phía chảy nhảy lên, chỗ đến, tất cả không gian đều mang tới một tia điện thế là trong nháy mắt khang khít chủ thần lại đánh mất một phần tư vô gian luyện ngục đáng chết a à. khang khít chủ thần cuồng hống liều mạng phản kích vậy mà lúc này tô lan đã chiếm cứ chủ động hắn dùng ba phần tư luyện ngục trực tiếp trấn áp một phần tư luyện ngục khang khít chủ thần biết không có cơ hội hắn khẽ cắn răng liền nghe răng rắc một tiếng cưỡng ép đem cái kia một phần tư vô gian luyện ngục tách ra sau đó hóa thành một đoàn ô quang thoát đi hiện trường. Ta khăng khít định báo thù này. Để lại một câu nói, khăng khít chủ thần tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn lại ba phần tư vô gian luyện ngục, tại một hồi nhúc nhích về sau, biến ảo thành một cái đại thế giới bộ dáng. Một tia sáng trắng theo bên trong bay ra, xuất hiện tô lan linh hồn hình chiếu. Minh ca ca. Tô lan bởi vì là linh thể, chảy không ra nước mắt, có thể Diệp Minh có thể cảm nhận được nàng xúc động cùng vui vẻ. Lan Nhi, Diệp Minh đưa tay chạm đến nàng khuôn mặt. Ngươi chịu khổ. Tô Lan lắc đầu, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Minh ca ca. Minh ca ca hiện tại thật là lợi hại, thế mà cùng này chút vĩnh hằng đại thần tại cùng một chỗ. Diệp Minh cười khổ, ta chỗ nào lợi hại. Cũng là ngươi, cơ hồ khống chế vô gian luyện ngục. Bây giờ Tô Lan, chờ nếu là vô gian luyện ngục thiên ý, có được cực kỳ cường đại linh hồn lực. Tiểu Thiên lúc này đem một bộ nữ tử thân thể lấy ra, nữ tử hình dáng tướng mạo hình thể không ngừng biến ảo cuối cùng trở nên cùng tô lan giống như đúc hắn nói tô lan về sau này liền là của ngươi thân thể ngươi như có nhu cầu có thể biến đổi huyễn dung mạo thân thể tô lan nhìn diệp minh liếc mắt hỏi minh ca ca ngươi nói xem diệp minh cười cười nói còn lúc trước dáng vẻ đi tô lan nhẹ nhàng cười một tiếng vô gian luyện ngục bên trong một sợi thần quang rơi vào thân thể nữ tử kia nhất thời mở mắt ra sau đó diệp minh liền rõ ràng cảm thụ đến chân của nàng lại biến dài chút ngực lại biến lớn chút eo lại biến nhỏ chút hết sức rõ ràng chút này nhỏ bé biến hóa nhưng tô lan thân thể càng thêm hoàn mỹ khôi phục thân thể về sau tô lan nhào vào diệp minh trong ngực hàn cửu âm cùng duy nhất đế tôn nhìn nhau cười một tiếng liền các bề bộn các sự tình đi bọn hắn sau đó phải chấn thủ nơi đây làm xây dựng thiên giới làm đủ chuẩn bị Diệp Minh không có tiếp tục lưu lại, Tiểu Thiên quay trở về di tích Văn Minh, hắn thì mang theo Tô Lan trở lại Thiên Đạo Đại Thế Giới. Rất nhiều người đều biết Tô Lan sự tình, đều biết Diệp Minh vẫn muốn cứu nàng thoát ly khổ hải. Có thể trên thực tế, chân chính nhận biết Tô Lan cũng không có nhiều người. Tô Lan trở về, nhưng mọi người lại là tò mò lại là mừng thay cho Diệp Minh, bọn hắn dồn dập kiến nghị bố trí đại yến, phải thật tốt nghênh đón Tô Lan. Thế là một ngày này, Diệp Minh thân bằng hảo hữu đều đến đông đủ. Đại Yến khách hứa, làm Tô Lan bày tiệc mời khách.